xin thân ái chào tất cả cô chú chị các bạn. Hôm nay là một trong những chị đã đến với chương trình hôm nay có quay lại chỗ của anh Nguyễn Zalo đến cô chú chị mình đo coi mai nha cô chú chị nha. Đo mai quý quý hàng biết cô chú chị mình đến quý nha. Đây là lô hôm nay quý quý lừng lực nha cô chú nha. Để lên có hàng biết nha cô chú chị hàng sưu tầm chi cành đẹp ăn cây rất là khéo luôn. Lâu lắm rồi anh Nhiệm mới lên clip trên kênh, mong cô chú chị các bạn xem thật kỹ và ủng hộ anh Nhiệm, ủng hộ kênh theo quý cô chú mình nha. Dạ, rồi em vô clip nha. Chào anh Nhiệm ơi. Dạ chào anh ạ. Con cũng xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh ạ. Hôm nay con về tổng cộng được 6 phôi mai tứ quý, hàng nhỏ có, hàng lớn cũng có hay cô chú anh chị. Rất mong được sự ủng hộ cô chú anh chị ạ. Số điện thoại con là 0939829852. Bãi con ở số 100 đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Dạ. Đầu tiên con cũng xin phép được vô cây số 1 với cô chú anh chị, là cây tứ quý đế nôm với cô chú anh chị. Dạ. Cây một cốt, cốt cành có cô chú anh chị ơi. Tứ quý mã số 1 nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị coi tổng thể xong rồi em vô chi tiết nha. Cái nồi đế nè cô chú anh chị. Bộ đế nè. Hàng tứ quý mấy năm nay cái nó ghép đạt đó cô chú anh chị, cho nên cái nguồn tứ quý bây giờ nó cũng cạn hơn mai vàng đó cô chú anh chị. Cái này bộ đế nôm nở đặc á anh. Dạ. Nhiệm. Mặt này bộ đế quá đỉnh luôn nha cô chú anh chị. Dạ, mặt bên đây rất đẹp đó cô chú anh chị. Rất là kính luôn, đường thân lắc, chi cành lực nha cô chú anh chị. Rồi con báo cái thông số cô chú anh chị ạ. Tổng chiều cao của cây là 1m25. Nôm sổ tới vị trí này là 5 tấc 8 cô chú anh chị. Yeah. Nôm sổ 5 tấc 8. Rồi hoành thân vị trí này là được 39 cô chú anh chị. Yeah, hoành là 39 cô chú. 39 hoành. Cái nồi đế đặt là 136 cô chú anh chị. Yeah, 136. Đó, cứng đế luôn nha cô chú anh chị. Cây này mà lên cái chậu một cái là nhìn cục đế dữ lắm, cục đế cô chú anh chị. Dữ lắm. Quá dữ bộ đế luôn nha cô chú. Tường thân lắm. Cái khến bên này nè cô chú anh chị, thấy cái khến bên này rất dữ ha. Đặc thệt đúng chưa? Cái này mình giao lưu như anh Nhiệm ơi. Dạ mã số 1 con xin phép giao lưu cô chú anh chị giá là 17 triệu combo phí ship cô chú anh chị. Nha cô chú anh chị. Cây mã số 1 ha. Cây mã số 1 giá 17 triệu. Cây rất khá cây cô chú anh chị, một cốt giót ha. Dạ rồi, em vô tiếp theo là cái mã số 2. Dạ, mã số 2 cô chú anh chị cũng là tứ quý ha. Dạ, một cái lùng lực nha cô chú anh chị, tráng thú ha. Cây này cô chú anh chị về vô chậu chữ nhật chơi cũng hay ha cô chú anh chị. Cái mặt này rất khéo nha cô chú anh chị, cây rất là lực nha. Hoành lớn mà giá cũng hữu nghị cô chú anh chị ơi. Tứ quý rồi bao mạnh khỏe cô chú anh chị, kéo nhựa hết trơn này. Cây này đọt chủ rất khéo nha cô chú anh chị, ngầm ngay tâm luôn ha. Rồi con xin báo cái thông số cô chú anh chị. Tổng chiều cao cây là 53. Hoành thân vị trí này là được 37 cô chú anh chị. Hoành 37. Đường kính bầu dài nhất là 43. Cây tứ quý mã số 2 con xin phép giao lưu cô chú anh chị giá 4.200.000 cô chú anh chị. Dạ, 4.200.000 một cây tứ quý lùng lực như cô chú anh chị. Đế này nó gom đặc kẹo cứng bầu luôn cô chú chị, mình vô chậu ép chậu khá là lực cây ha. Này cô chú anh chị về mình vô chậu khoảng tháng 10, tháng 11 là mình ghép là đúng mùa luôn ha cô chú anh chị. Năm sau là chơi bông rực rỡ à. Dạ. Rồi. Dạ. Tiếp theo. Rồi mã số 3 cũng là tứ quý cô chú anh chị. Cây lùng lực đó cô chú anh chị. Cây mã số 3 nha quý cô chú. Đế nôm luôn nha cô chú anh chị, cũ đặc ha. Cây này khai thác hơi cao cô chú anh chị. Cô chú anh chị về mình trồng mình lắp bớt đế rồi ha. Khai thác cái thất đế hơi cao. Cốt cành có sẵn hết trơn ha cô chú anh chị, đóng cũng khá chuẩn ha. Về mình đóng 5-6 bò làm chơi cô chú anh chị. Tổng chiều cao của cây là 61 cô chú anh chị. Hoành Thăng đo hai vị trí cô chú anh chị. Vị trí này là 47 nè. Kéo xích xuống cái cũ là vị trí này là 54 á cô chú anh chị. Rồi ngay dây đế là 54 nha cô chú anh chị. Tổng nồi đế là 115 cô chú anh chị ơi. Dạ cây mã số 3 con xin vô phép giao lưu cô chú anh chị, giá là 12.500.000 không bao phí cô chú anh chị. 12.500.000 nha cô chú anh chị. Cây này lọt phong ra rất đẹp hả cô chú anh chị, lùng lực. Dạ rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 4, một cây tứ quý đế bài nha cô chú anh chị ơi, phong cao dáng trực ha. Cây này đế nó chảy đều hết trơn ha cô chú anh chị, rất là vững chảy ha. Cây rất là vững nha cô chú anh chị, cộng thì lực ha. Cốt cành cũng khá đều á cô chú anh chị, cái này về mình đóng bo lên thân thêm vài bo nữa là đủ bo chơi cô chú anh chị. Hoành lớn á cô chú anh chị. Cây này là ở ngoài thiên nhiên là cái tàn dữ lắm á cô chú anh chị. Rồi mình ấy mình rút phôi lại thấy nó nhỏ vậy chứ ngoài tàn thiên nhiên là tàn 3-4 mét á. Cây hoành rất là lớn, rất là lực nha cô chú anh chị. Chế bài ha, cộng lực luôn. Cứng bầu hết nha cô chú. Tổng chiều cao của cây là 1m37 cô chú anh chị ơi. Đường kính bầu là 74. Hoành thân vị trí này là 52 cô chú anh chị. Dạ, hoành 52 hoành. Dạ cây mã số 4 này con xin phép giao lưu với cô chú anh chị, giá là 19 triệu con bao ship cho cô chú anh chị ạ. Cái này lọt phong lên là rất là lớn nha cô chú anh chị. Lọt phong ngang là cỡ 1m3, 1m4 ha. Mặt tiền của cây rất khéo ha cô chú anh chị. Mặt tiền của cây khéo. Cái này chiều cao lọt phong lên cũng tàn hoành tráng nha cô chú anh chị. Chi xương đầy đủ cho cô chú anh chị, mình lọt phong dày ấm nha. Cốt cầm lực luôn nè cô chú anh chị ha. Nhưng mà thuốc này cây này rất là lão rồi đó, cây này chắc ở tuổi hơn em của anh Nhiệm. Dạ cây này già cây. Rồi em đổi nha. Rất là mạnh nha cô chú anh chị. Cái phôi như vậy. Yeah. Lấy cây chim. Đây là cây mã số 5 nha cô chú. Số 6 chứ hả? Số 5 à. Số 5, mã số 5. Cái này là hey, gớt. Mã số 5 nè. Cái này quá đỉnh cô chú anh chị, cái nồi đế nôm rất là cao luôn nha cô chú. Tiếp theo là mã số 5 ấy cô chú anh chị, một cây tứ quý đế nôm ấy cô chú anh chị. Cũng một tốt luôn ấy cô chú anh chị, giót đọt ha. Hàng này là nuôi khá tương lai ha cô chú anh chị, hàng này mình chơi cũng như gọi là gần như là hàng sưu tầm rồi cô chú anh chị ơi. Cái dây đế nó nở nè, rất đẹp. Nở như củ sứ luôn nha cô chú anh chị, rất là lực luôn ha. Bích chịch luôn nè cô chú anh chị. Cái mặt hậu này thì nó hơi kém ha cô chú anh chị, nhưng mà cái mặt tiền nè, cái mặt tiền là bao phê rồi. Dạ đó. Cây này có mấy cái này hồi xưa bị chóc da nhưng mà giờ kéo rồi hết cô chú anh chị, kéo da mới liền hết trơn ha. Đây có hai chỗ kéo da mới hết trơn rồi nha cô chú anh chị, yên tâm nha. Hồi xưa nó bị chóc da nhưng mà giờ kéo hết rồi. Nó kéo lớp da rồi nè nhưng mà da nó chưa có được già. Rồi con xin báo cái thông số. Tổng chiều cao của cây là 1m4 cô chú anh chị. Rồi đế nôm vị trí này cũng như là 66 cô chú anh chị, 6 tắc 6 ha. Rồi Huỳnh Thăng con đo vị trí này là 38 cô chú anh chị, 38 quà. Cái cũ nở vị trí này là 69. Tổng hoành đế là 160 cô chú anh chị. Đế lực không ấy cô chú chị, đế nôm mà lực á. Mình ngắm bộ đế nha cô chú chị, đế quá đỉnh ha. Dạ mã số 5 này con xin phép giao lưu cô chú anh chị, giá là 28 triệu con bao phí cô chú anh chị. Cái mặt tiền này rất là khéo nha cô chú anh chị, cốt cành nó đóng dạ, rất là khéo luôn ha. Mặt tiền khá chuẩn cây ha cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị xem lại cốt cành ở trên nè ha cô chú anh chị nha. Dài đế rồi cô chú chị, nở như củ tỏi à, đẹp đây. Rồi mình hết rồi ha anh. Dạ còn cây mã số 6 nè. Mã số 6. Dạ rồi em đổi nha. Cây mã số 6 là một cây tứ quý luôn nha cô chú anh chị, đợi em nha. Hàng một rồi, cốt á. Mã số 6 nha cô chú anh chị. Cây này có tổng chiều cao khoảng 1m8 á cô chú anh chị. Tán ngang hiện tại là 1m15. Tức là vàng xương tàn nha cô chú anh chị ha. Xương tàn thiên nhiên á cô chú anh chị. Dạ. Cái này cũng là thuộc siêu lão nha cô chú anh chị, bao già luôn á. Mấy cây này là già hết trơn cô chú anh chị. Tầm 40 năm ăn lên mấy cây này nè. Cây này chú nhà có bẻ sữa xương cành đó cô chú anh chị, cho nên là cây nó lâu lớn. Để có bẻ xương cành, có tinh sữa. Vàng xương nhạo mà chi lớn cái này, cây này cỡ 50 năm á dám có. Cô chú chị thấy cái đường thân ở trên đây mà nó lớn nó bự ha. Là cái cây nó nở lên tới trên đây là dữ lắm già. Một đó, cốt gió cây nha cô chú anh chị, liền lạc ha. Không chấp nói cây á cô chú anh chị. Tứ quý mà kiếm tông một cốt mà liền cây gì cũng khó ha cô chú anh chị, đa phần thì nó đóng lùng lùng rồi tàn đa không. Dạ, cô chú chị ngắm nguyên cái đường cây nó lớn thì là cái cây nó cũng dữ lắm này nha cô chú chị ha. Mọc cây ở ngoài mọc ù cô chú chị. Để con báo cái thông số. Huỳnh Thăng vị trí này 51 cô chú chị. Huỳnh 51 nha cô chú chị. Tại vì ở đây nó có cọng đế treo nè, con đo trên cọng đế treo ha. Rồi con đo dưới cọng đế treo luôn cô chú chị. Con đo dưới cọng đế treo là 55 hết cô chú anh chị. Dưới cọng đế treo bên đây nè. Nó hơi cắn rồi. 54 dưới cọng đế treo. Cây này có đốt thân là 53 cô chú anh chị. Cây gắt mập á cô chú anh chị, lên tới vị trí này mà nó còn 44 ha. Là cây nó nạt cây lắm cô chú anh chị. Đường kính bầu là 75 cô chú anh chị ơi. Cây tứ quý nha cô chú chị, mã số 6 ha. Một dạ cây tứ quý mã số 6 cũng là cây cuối clip con xin giao lưu cô chú chị, giá là 27 triệu ạ. À. Con cây này con với bao ship 300 km cô chú anh chị. Tại vì cây này nó cao, gửi bưu điện phí nó nặng lắm cô chú anh chị. Rồi. Dạ con cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian theo dõi clip ạ. À. Cô chú anh chị có ưng ý thì liên hệ con số điện thoại là 0939829852. Con xin cảm ơn ạ. À. Dạ rồi em cảm ơn anh Nhiệm rất là nhiều ha. Em xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều luôn đã xem clip hôm nay. Trời mưa hơi tối em quay trong nhà, nếu mà ánh sáng nó không đẹp lắm thì cô chú anh chị các bạn xem kỹ và liên hệ trực tiếp với anh Nhiệm để chọn cây về mình sưu tầm cho bộ sưu tập cây kiển của mình hết cô chú anh chị nha. Đó. Đây là cây tứ quý hàng biếc. Hàng này cô chú anh chị nhìn ở ngoài bảo đảm là rất là thích cái bộ đế của nó ha cô chú anh chị. Nở đều, gai đẹp, chi cành đẹp. Đó. Dạ rồi em cũng kết thúc video luôn. Em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Ủng hộ nhiều, ủng hộ kênh hết cô chú anh chị nha.